7 kỹ năng sinh tồn cho bé trong trường hợp hỏa hoạn. Hỏa hoạn có thể là một tình huống đáng sợ, nhưng việc chuẩn bị và dạy các kỹ năng sinh tồn cho bé trong trường hợp này có thể giúp bé tự bảo vệ bản thân an toàn. Kỹ năng 1, nếu phát hiện khói, ngửi thấy mùi khét hoặc phát hiện cháy, hãy nói cho người lớn biết hoặc gọi cứu hỏa, không cố tự mình dập tắt nó. Kỹ năng 2, hãy chỉ cho các bé lối thoát hiểm an toàn. Khi có hỏa hoạn, các bé nên thoát ra ngoài một cách nhanh chóng, tuyệt đối không chần chừ. Thực hành tập trận thoát hiểm cùng bé. Hãy biến điều đó thành trò chơi, để bé có thể nhớ và làm theo dễ dàng hơn. Kỹ năng 3, nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, các bé hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa. Kỹ năng 4, các bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, trùng khăn đã thấm nước lên người, miệng và mũi để chống ngạt khói. Kỹ năng 5, nếu tóc hoặc quần áo bị bén lửa, các bé phải dừng lại, nằm xuống lăn người qua lại hoặc lăn tròn. Kỹ năng 6, tuyệt đối không sử dụng thang máy khi có hỏa hoạn. Nếu ở gần tầng thượng, các bé hãy di chuyển lên tầng thượng, ra hiệu cho mọi người đến cứu. Kỹ năng 7, hãy nhắc nhở các bé rằng, trong tình huống khẩn cấp, việc giữ bình tĩnh là rất quan trọng, không nên hoảng sợ, làm theo hướng dẫn của người lớn.